Thành và Thanh Bích xin trân trọng kính chào quý khán giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng. Hôm nay chúng tôi xin trở lại cùng quý vị qua tiết mục Tìm Hiểu Sống Đạo. Trong tiết mục này chúng ta sẽ cùng Linh Mục Mikae Ruse Nguyễn Trường Luân học hỏi và giải đáp các vấn đề có liên quan đến luân lý gia đình và giáo lý Công giáo. Trước hết chúng con xin kính chào cha. Kính chào anh chị và chúng tôi xin rất thân mến kính chào tất cả quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Xin kính chúc tất cả anh chị em được một ngày tươi sáng, bình an và tràn trề ân sủng của tình Chúa thương xót cũng như của Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp. Kính thưa cha, tiếp theo những tuần vừa qua thì con xin cha cho biết thêm trong cái vấn đề mà những cái tiêu chuẩn mà của người Công giáo mình bầu đi bầu cử thì dựa theo cái tiêu chuẩn nào. Thì kỳ trước cha cũng có nêu lên những cái vấn đề mà mình cấm bầu, cấm không được bầu, ví dụ không như thỏa hiệp. Không có thỏa hiệp. Mấy năm cái tiêu chuẩn mà mình, năm vấn đề mà là vấn nạn mà mình không có được mình rào nó lại, tức là không có đụng tới. Bởi vì mình đụng tới nó là coi như là bị bà tuyệt thông tiền kết. Là vấn đề phá thai thôi. Dạ. Những vấn đề phá thai này kia, rồi chiết tạo con người chẳng hạn, hay là nghiên cứu tế bào gốc. Thưa cha còn một vấn đề nữa, xin cha cho biết. Được. Cảm ơn anh, cảm ơn anh chị. Có lẽ là quý ông bà anh chị em trong mùa bầu cử này thấy các ứng cử viên ra tranh cử và hứa hẹn rất là nhiều điều. Thì chúng ta phải lòng vào trong cái bối cảnh hiện tại và chúng ta ý thức là vấn đề chúng tôi nêu lên là vấn đề luân lý, vấn đề lương tâm. Còn trong một cái xã hội đó, nhất là ở Hoa Kỳ này, dù muốn hay không, anh chị em chấp nhận hay là phủ nhận á, thì nước Hoa Kỳ, văn hóa Mỹ ảnh hưởng toàn thế giới. Và chúng ta không chối cãi được về truyền thông của Hoa Kỳ ảnh hưởng toàn thế giới, về kinh tế, về kỹ thuật, khoa học, rồi về y khoa. Và chúng ta thấy mỗi, cứ như là mỗi khía cạnh thì chúng ta thấy trong mỗi cuộc bầu cử có nhiều khía cạnh. Đây chúng ta không làm chính trị mà chúng ta nhận xét, nhận định và chúng ta nhìn nhiều góc cạnh, nhìn qua nhiều lăng kính. Thì chúng ta thấy trong cuộc bầu cử người ta sẽ đưa ra vấn đề quốc phòng, vấn đề an sinh xã hội, vấn đề môi sinh, vấn đề về di dân. Đó. Rồi chúng ta sẽ thấy có vấn đề về năng lực, năng lượng. Ví dụ dùng dầu hỏa, dùng than đá hay là dùng thái dương năng, mà là solar energy đó, thái dương năng, năng lượng mặt trời, hoặc là dùng chúng ta có thể dùng nguyên tử đó. Thì nói về vấn đề năng lượng thì có những người đưa ra những chính sách đó, là vấn đề chiến tranh, khủng bố, quốc phòng, rồi cộng thêm vấn đề mà người ta đặt rất là nhẹ ra để dưới đó là vấn đề phá thai hay là vấn đề luân lý, người ta để dưới đấy, nhưng mà cũng là vấn đề, đó là nền tảng của tất cả các cái vấn đề khác mình phải giải quyết. Bởi vì trong cái đất nước này là đất nước tự do và dân chủ, dân làm chủ đất nước này, dân phải làm sao được hưởng tất cả những cái ích lợi. Và bây giờ đó, bây giờ làm sao mà chúng ta có thể có được một cái môi sinh tốt lành, trong khi đó gia đình mình, trong cái thân mình đó toàn là chất độc, còn là những tư tưởng độc hại, khủng bố, thai nhi, chiết tạo con người, hay là có tư tưởng muốn giết đi những người già, người yếu, người bệnh, hoặc là giết thai nhi để mà làm thuốc. Mình nói về môi sinh rồi, mình nói bây giờ nói về quốc phòng, mình chống khủng bố, mà trong khi đó ở trong nhà mình, trong thân của mình khủng bố thai nhi, hay là khủng bố cha mẹ, ông bà, những người già nua tuổi tác, thấy không? Mình khủng bố chính cái bản thân, cái thân xác mình, khủng bố lương tâm của mình. Rồi mình nói về cái vấn đề năng lượng đi. Để nói năng lượng, bây giờ mình phải dùng cái loại năng lượng nào để mà cho ích lợi, nó không phá hoại đi bầu khí quyển. Thì mình làm năng lượng nào? Thì tất cả những cái năng lượng đó đặt lại vấn đề. Mình đặt lại vấn đề nó có liên can đến luân lý hay không? Bây giờ nếu mà anh không có sự sống thì làm sao mà anh đi tìm năng lượng để mà anh có xăng, anh chạy xe, hay có điện để mà anh thắp đèn. Thế vậy anh bây giờ anh không có sự sống, là bây giờ làm sao mà anh có thể hưởng thụ được?
nói chuyện về năng lượng ha. Thì người ta đặt cái vấn đề luân lý ở dưới đáy, nhưng cuối cùng nó là cơ bản, mặc dù nó đáy đó, nó là nền tảng của tất cả các vấn đề khác. Thì chúng ta đang nói về những cái tiêu chuẩn để mà chúng ta có thể chọn lựa một vị lãnh đạo nào xứng đáng giúp cho dân của Hoa Kỳ này, và không phải chỉ Hoa Kỳ mà cho toàn thế giới, xứng đáng trong công việc đem lại công ích cho tất cả mọi người, từ khi từ thuở gọi là thọ sinh cho đến khi lìa trần một cách tự nhiên. Thì bây giờ chúng ta đến một cái vấn nạn thứ năm bất khả thỏa hiệp đối với những người còn có lương tâm lương tri, những người có cái trí khôn ngoan của Thiên Chúa Thượng Đế ban cho. Vấn đề này á, vấn đề mà chúng tôi đã thấy có nhiều một vài chứ không phải là nhiều một vài khán giả không đồng ý, và phải nói rằng chống đối kịch liệt, phản đối một cách là mãnh liệt, đó là vấn đề đồng phái luyến ái hôn nhân. Đồng phái luyến ái hôn nhân thì có những người cho rằng đó là ồ, đời tôi sống có liên can gì đến người khác đâu, tôi muốn sống với ai tôi sống ha, tự do mà, tự do cá nhân mà. Hay là nó ồ, tôi sinh ra, trời sinh ra như vậy đó, ông trời cũng sinh ra tôi như vậy, sinh ra từ người đàn ông thì là luyến ái người đàn ông, người đàn bà luyến ái người đàn bà. Thì có những người có cái khuynh hướng đó, có cái tính đó, mà chúng ta gọi là đồng tính luyến ái, là đồng phái luyến ái. Thì chúng ta thông cảm được với những con người đó, nhưng mà hỏi rằng đó, cái lối sống đó nó có sinh ích lợi cho xã hội, đem lại công ích cho nhân loại hay không? Thì chúng ta giống như Đức nghe Đức giám mục của Sacramento là thủ phủ California ở đây đó, nghe nói đừng có chơi một cái trò chơi của con nít. Làm sao? Không thể nào một người đàn ông với người đàn ông sinh con được hết đó. Mà không thể nào người đàn bà với người đàn bà tự động có con được hết. Mà nhân loại thì phải truyền sinh. Bây giờ làm sao mà hai người đàn ông, hai người đàn bà là gia đình được? Gia đình á là phải truyền sinh. Vậy hai người đàn ông, hai người đàn bà làm sao có con được? Thì đó là cái vấn đề mà có lẽ anh chị em tới nhiều năm thôi đừng có nói đụng chạm, bức dây động rừng nó sập hết, bức dây động rừng là sập nhà hết. Rồi đụng chạm, rồi nó bây giờ nói như vậy, đụng chạm với người ta đang sống tự do, thoải mái mà, tự do thao túng, tự do phóng túng. Bây giờ mình nói như vậy mà đụng chạm người ta,